tri ân khách hàng, phụ kiện điện thoại chính hãng giá rẻ, cáp sạc, cốc sạc, tai nghe chỉ có 30.000 đồng, kính cường lực phun màn hình, các dòng điện thoại cũng chỉ có 30.000 đồng, pin dự phòng và tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ có 199.000 đồng, sửa điện thoại, thay pin, thay màn hình áp kính, các dòng điện thoại lấy liền chỉ có 250.000 đồng. Hotline Phúc Mobile 0794 07979 để tư vấn khách hàng tốt nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Tri ân khách hàng, phụ kiện điện thoại chính hãng giá rẻ, cáp sạc, cốc sạc, tai nghe chỉ có 30.000 đồng, kính cường lực phun màn hình, các dòng điện thoại cũng chỉ có 30.000 đồng, pin dự phòng và tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ có 199.000 đồng, sửa điện thoại, thay pin, thay màn hình áp kính, các dòng điện thoại lấy liền chỉ có 250.000 đồng. Hotline Phúc Mobile 0794 07979 để tư vấn khách hàng tốt nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Tri ân khách hàng, phụ kiện điện thoại chính hãng giá rẻ, cáp sạc, cốc sạc, tai nghe chỉ có 30.000 đồng, kính cường lực phun màn hình, các dòng điện thoại cũng chỉ có 30.000 đồng, pin dự phòng và tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ có 199.000 đồng, sửa điện thoại, thay pin, thay màn hình áp kính, các dòng điện thoại lấy liền chỉ có 250.000 đồng. Hotline Phúc Mobile 0794 07979 để tư vấn khách hàng tốt nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Tri ân khách hàng, phụ kiện điện thoại chính hãng giá rẻ, cáp sạc, cốc sạc, tai nghe chỉ có 30.000 đồng, kính cường lực phun màn hình, các dòng điện thoại cũng chỉ có 30.000 đồng, pin dự phòng và tai nghe Bluetooth chính hãng chỉ có 199.000 đồng, sửa điện thoại, thay pin, thay màn hình áp kính, các dòng điện thoại lấy liền chỉ có 250.000 đồng. Hotline Phúc Mobile 0794 07979 để tư vấn khách hàng tốt nhất. Xin trân trọng cảm ơn.